Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Số. Nào sẽ làm cái clip hai mặt kính của con Apple Geno 10X Zoom nha các bạn. Con này cắt xài bể nè các bạn, bể cái mặt kính lưng sau, cắt bể góc. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái mặt kính lưng nha các bạn. Con này mình trước tiên mình sẽ nại để mình lấy mí trước nha các bạn. Con này cũng dễ thay, các bạn xem có thể các bạn ở nhà các bạn tự thay được nha các bạn. Nếu mình lấy một cái cây mình lưỡi lam cũng được, ở nhà các bạn mà không có cây giống như mình nó được, bạn lấy một cái lưỡi lam các bạn chọt vô mặt, bạn lấy mí nha. Lấy mí xong rồi các bạn một miếng ni lông cứng hoặc là một cái lá bài bằng ni lông cũng được nha các bạn, chứ không phải lá bài bằng giấy nha. Mình sẽ đút vô mình nại từ từ giống như cái thật ra nại nha các bạn. Lấy cái kính lưng ra xong rồi nha các bạn. Giờ sẽ kỹ thuật sẽ tiến hành vệ sinh keo xung quanh. Rồi kỹ thuật vệ sinh máy xong các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình dán keo vô các bạn. Xài keo hai mặt dán nha các bạn. Keo này mình dán sẽ chắc hơn. Keo mình sẽ cắt cái mấy keo mà cắt cho mấy cái đầu nó bằng mấy hết. Các bạn mà dán mà nó bị chìm cái đầu keo lên cái miếng sườn thì dán nó nắp lưng không sát nha các bạn. Mình sẽ cắt mấy cái đầu keo bằng mấy sườn hết. Lưng của Apple 10X Zoom này mình nó sẵn hàng nha các bạn ở xa mà có điều kiện thích hai thì mình có bán đem về, các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, ở bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn nha các bạn. Mình vừa hoàn thành xong quá trình thay cái mặt lưng của con Apple Geno 10X Zoom nha các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký chia sẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.